NK Mobile chào tất cả quý anh chị đang xem video nha. Hôm nay là bên NK Mobile bên em tiếp tục là quay các mẫu máy điện thoại mà ở trong thùng hàng mới về. Đó đây là hai chiếc điện thoại Nokia N79 bên em mới về chị nhé. Đó, N79 thì bên em là máy này new. Vỏ nó gần như mới luôn chị nhé. Và đương nhiên là vỏ zin anh chị nhé. Vỏ zin để sưu tầm anh chị nhé. Đó, chị nhìn về tổng quan của máy này. Máy thì bên em có là mặt trắng và nắp lưng thì sẽ có chị là nếu mà anh chị lấy thì một chiếc máy sẽ có hai nắp lưng chị nhé. Anh chị được chọn màu tùy ý, em sẽ có màu đỏ này. Đó. Màu xanh nõn chuối này. Rất đẹp nhé. Màu xám này. Và một cái là màu nâu nhé, màu nâu mận. Đó. Thì có bốn màu và anh chị chọn là hai cái nắp lưng nhé. Đó, hai cái nắp lưng. Đó, như chiếc này là nắp màu đỏ này. N79 thì là dòng máy media. Đó, nghe nhạc hay. Đó, nghe chụp ảnh này, chụp hình thì mình sẽ có cái nút gạt bên này này. Anh chị gạt sang nhé. Đó, nó sẽ ra chụp ảnh này. Anh chị đóng cái này lại và nó sẽ đóng lại nha anh chị nha. Cái dòng N-Series này hầu như là tất cả các máy nó đều có cái chức năng là gạt camera để chụp ảnh nhá, rất là hay anh chị nhá, nó rất là đặc biệt luôn. Cái dòng N-Series này, chị nhìn thấy máy rất là đẹp nhá. Thiết kế thì nó sẽ có hai loa đấy, hai loa ngoài nhá, nghe nhạc cực kỳ to và hay. Máy thì chạy hệ hành S60 ẩn ứng dụng đấy, S60 ẩn ứng dụng này anh chị ấn điệp vào đây nó sẽ là ẩn ứng dụng này. Anh chị đang chơi game, anh chị đang nghe nhạc thì phát ra để nhắn tin, để vào web thì thoải mái luôn anh chị nhé. Và chiếc N79 này nó rất toàn năng anh chị nhé. Một chiếc máy bàn phím T9 và có wifi đầy đủ cho anh chị nhé. Đây wifi này, wifi 3G đầy đủ cho anh chị. Đó, đây là chiếc N79 anh chị nhé. Đó, rất là đẹp. Đây là chỗ này, cổng này là cổng thẻ nhớ và cổng micro. Đó, trên này chính là cái này gọi là cái để gạt sang để khóa màn hình anh chị nhé. Đây anh chị nhìn này, cái này vẫn còn siêu đây này, nhưng mà đây sẽ gạt cho anh chị xem này. Đấy, gạt sang nó sẽ tắt màn hình này, gạt sang nó sẽ mở màn hình này. Đấy, rất là hay đúng không ạ? Đây là gọi là cái phím khóa, khóa màn hình. Đấy. Vâng, đây là chiếc điện thoại Nokia N79 anh chị nhé. Cảm ơn chị đã xem video.